Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 547. Mời xem tán tụng của Dân Âm Bồ Tát bài thứ 5. Phổ Tạng Đẳng Môn Nang Thắng Địa. Động tịch tương thuận vô di phản. Phật pháp cảnh giới tất bình đẳng. Như Phật sở tịnh giai năng thuyết. Bài kệ này là tán tụng Ngũ Địa Bồ Tát Nang Thắng Địa. Trong kệ tụng cũng là có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là thuyết minh chứng đắc quả vị Ngũ Địa là phải tích phước và trí tuệ. Cho nên trong kinh văn có Phổ Tạng. Giả lại còn phải đầy đủ 10 loại tâm bình đẳng. Cho nên có đẳng môn. Phổ Tạng Đẳng Môn Nang Thắng Địa. Phổ là nói phước trí mà tam địa phần trước và tứ địa đã tu tích. Tam địa là tu phước. Tứ địa tu tinh tấn. Ngũ địa tu thiền định. Nang thắng là nói về định công. Tiếp theo nó giảng động tịch tương thuận vô di phản. Đó là định cảnh thậm thâm, cảnh giới trong định. Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy được tích tập phước đức, tinh tấn cầu trí là quan trọng biết bao nhiêu. Có phước, có trí mới có thể giải quyết vấn đề. Không có phước trí, vĩnh viễn luân lạc vào bậc phàm phu, chịu lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo không có phước trí, quả báo ác hẳn ở tam độ.
chúng ta đối với chuyện này có cảnh giác hay không? Chúng ta đọc kệ tụng của Bồ Tát nên có sự cảm xúc. Nên có sự khải phát. Phật ở trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chỗ đáng quý nhất khi được thân người chính là nghe Phật pháp. Năng tín, năng giải, năng hành, năng chứng, đó là sự đáng quý của được thân người. Nếu được thân người mà làm lơ là sự tu học Phật pháp đi, vẫn tùy thuận tập khí phiền não của mình như cũ. Thì vấn đề này nghiêm trọng lắm. Được thân người còn có chỗ nào đáng quý chứ? So với được thân súc sanh, thân ngạ quỷ, nghĩ ngợi xem có gì khác biệt? Về chuyện này không thể không suy nghĩ nhiều một cách bình tĩnh lại. Phật pháp thủy chung cầu giác ngộ. Giác ngộ không có ranh giới. Sâu không có đáy. Đến đẳng giác Bồ Tát vẫn không bỏ đi sự dũng mãnh tinh tấn như cũ. Phàm phu chúng ta nói thực tại, vì bị nhiễm bởi tập khí bất thiện, vô lượng kiếp tới nay trong đời quá khứ, nói thực tại là nhiễm ô nghiêm trọng. Gặp được Phật pháp rồi cũng rất khó quay đầu. Nguyên nhân gì vậy? Gặp được Phật pháp không có lý giải tương đối, giải không sâu. Nên bạn không thể không tùy thuận vọng tập. Dù sao cũng cần lý giải, nhận biết tương đối. Có độ sâu thì tự nhiên bạn sẽ khắc phục tập khi phiền não của mình. Cũng tức là nói, bạn có thể buông xuống được. Hiện tại tình trạng của chúng ta, nói lão thật, chính là rất nhiều người nói, chuyện này tôi nhìn được thấu, nhưng không buông xuống, không nhẫn nổi.
nhẫn không nổi, không buông xuống. Nguyên nhân thật sự chưa nhìn thấu đích thực. Nhìn thấu thật rồi, bạn chắc chắn có thể buông xuống, hoan hỷ buông xuống, cũng không chấp trước nữa. Học viện của chúng ta hiện tại vẫn đang giữ trù thời gian. Bên Úc Châu này vào hôm nay, xem trong toàn thể thế giới, nó là miền đất phước. Xem từ chỗ nào? Xem từ năm mới cho nghỉ dài hạn. Rất nhiều, rất nhiều cơ cấu công ty, tôi nghe nói cho nghỉ 2 tuần lễ đến 3 tuần lễ, thậm chí là có 5 tuần lễ. Ở những quốc gia khu vực khác không thấy được điều này. Quá khứ chúng tôi sống ở nước Mỹ qua nhiều năm, chúng tôi biết được kỳ nghỉ dài nhất trong 1 năm ở nước Mỹ chỉ có 5 ngày. Úc Châu có 5 tuần. Hy hữu, khó gặp. Chế độ của quốc gia nông nghiệp, nghĩ lại cách đây 1 thế kỷ trước, Trung Hoa vẫn là thuộc xã hội nông nghiệp, kỳ nghỉ sang năm rất dài. Hồi nhỏ tôi còn trải qua, người Trung Hoa ăn Tết nông lịch. Bắt đầu nghỉ từ ngày nào? Bắt đầu vào Lạp Bát, mùng 8 tháng 12. Nghỉ đến ngày nào? Đến ngày lễ Long Đài đầu mùng 2 tháng 2. Không chỉ 5 tuần. Mà sắp xỉ gần 2 tháng. Mùng 8 tháng 12 đến mùng 2 tháng 2. Có người thời đại ấy có phước, chẳng như thời hiện đại nay. Thân tâm gánh vác rất nặng, sinh hoạt mỗi ngày đều rất căng thẳng. Cho nên chúng tôi ngày nay nhìn thấy người Úc Châu tâm tình thoải mái. Thân thể nhẹ nhõm, không có áp lực, là phước báo của người nơi đây. Phước báo là nhân tu tích trong đời quá khứ. Trong một đời này, duyên thù thắng về đời sống, quả báo hiển tiền rồi. Cho nên chỉ có phước trí có thể giải quyết vấn đề, mang lại cho chúng ta đời sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Vì gặp được đúng kỳ nghỉ dài ở Úc Châu, công nhân đều cho nghỉ, đều nghỉ ngơi, tiến độ công trình của chúng tôi phải đến khoảng tháng 4 sang năm mới có thể hoàn thành. Cho nên
chúng tôi hiện tại đang ở trong thời gian trù bị, tất cả đều vẫn chưa vào quỹ đạo. Tiến độ công trình nghe nói rất nhanh, chỉ cần khai công đại khái 1-2 tháng là công trình của chúng tôi đại khái sẽ cáo thành. Chúng tôi muốn xây cho to hơn một chút, điện đường có nhiều công dụng, xây 2 phòng dạy. Còn 1 căn nhà còn phải di động, 1 căn nhà khác phải đập ra xây lại làm văn phòng của thường trụ. Chúng tôi sống ở nơi ấy, số người đại chúng thường trụ không nhiều, cho nên công trình trong thời gian này lúc chưa hoàn thành, trách nhiệm mà mỗi người gánh lấy vì sự vụ rất nhiều. Khóa học dự định thường cho vừa phải. Hôm nay tôi hỏi qua các đồng học thường trú bên này, họ yêu cầu cho họ thời gian kéo dài là 3 tháng. Tôi nói rất tốt, sau khi công trình hoàn thành thì yêu cầu nghiêm túc. Bất luận là làm việc hoằng pháp với hộ pháp đều phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Hoằng hộ không thể không thông suốt giáo lý, không thông suốt giáo lý chúng ta thường xảy ra lầm lẫn về tu học và hộ trì. Đó không phải là hộ pháp mà là chướng ngại Phật pháp. Chướng ngại Phật pháp chính mình không biết được. Nếu biết mình làm sai việc thì họ sẽ không sai rồi. Làm sai việc mình không hề hiểu biết, cho rằng mình làm rất như pháp. Do vậy hoằng hộ tại ngày nay nhất định phải nghe kinh. Chúng tôi chia hoằng pháp thành 2 tổ. Một tổ tương lai phát tâm hoằng pháp ở trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp. Điều này cần được nhất môn thâm nhập. Trường thời quân tu, bạn mới có thành tựu. Ngay cả phát tâm hộ trì, đảm nhiệm chấp sự thường trụ, lượng công tác của họ khá lớn. Tám tiếng này niệm Phật, họ có thể giảm 1 nữa. Hoặc giả mỗi ngày niệm 2 tiếng ở niệm Phật đường, nhất định phải nghe kinh. Kinh không nghe, lý không sáng. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn sẽ không tương ứng với Phật pháp.
trong hoằng và hộ không tránh khỏi nảy sinh hiểu lầm. Nảy sinh chướng ngại. Như vậy thì không phải là hộ pháp. Như vậy chính là phá hoại Phật pháp. Theo lý nói, hộ pháp là những người nào đến làm? Là từ hoằng pháp thoái cư về. Tôi đã hoằng pháp nhiều năm rồi, tuổi tác lớn rồi, thoái cư về hộ trì Phật pháp. Vậy thì không có vấn đề. Cũng tức là nói, người hộ pháp giống như hiệu trưởng, giáo vụ, tổng vụ, huấn đạo trong trường học. Những chấp sự cương lĩnh này đảm nhiệm chấp sự này là người nào? Quá khứ đều là giáo viên, hết sức có kinh nghiệm. Đối với việc dạy học, họ biết giáo viên hy vọng hiệu trưởng làm sao để chế định chính sách dạy học, hy vọng giáo vụ sắp xếp khóa học ra sao. Họ xuất thân từ giáo viên, họ hiểu. Họ biết sự cam khổ của giáo viên. Họ có thể vì những người ấy phục vụ. Chức viên là vì giáo viên phục vụ. Giáo viên là phục vụ vì Phật pháp, phục vụ vì chúng sanh. Hoằng hộ là một thể. Không có đức hạnh, không có học vấn, làm sao có thể làm tốt chuyện này? Tính dạy đối với kinh luận là học vấn. Những lời dạy trong kinh điển làm trọn vào trong đời sống của chúng ta là đức hạnh. Cả đời tôi làm việc với công tác dạy học, tôi hy vọng người hỗ trợ giúp đỡ tôi thế nào. Ngày nay tôi nên giúp đỡ người thế này. Nếu tôi không có kinh nghiệm bao nhiêu năm dạy học này, người ta giúp đỡ tôi thế nào? Tôi không nghĩ đến. Thông qua kinh nghiệm tâm đắc học tập của mình suốt thời gian dài như vậy mới sáng tỏ. Khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong hiện tại chính là phát tâm hoằng pháp, hộ pháp đều là sơ học, đều không có kinh nghiệm. Mặc dù là sơ học không có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi cuối cùng có mấy năm chung sống rồi. Trong những năm này, các vị đã được nhìn thấy, đã được nghe thấy. Bao nhiêu người có thể hấp thu một chút tri thức của Phật pháp?
chỉ ít biết quần hộ là một thể. Ở đạo tràng này, bất luận bạn là viện trưởng, phó viện trưởng hay là quản gia, cho đến là đồng tu tại gia, phát tâm đến nơi này để đảm nhiệm công tác nghĩa vụ, chúng ta là một thể. Một thể này còn bao gồm người từ bên ngoài đến đạo tràng chúng ta để tham học. Ở trong lòng của chúng tôi là người một nhà, một thể. Khái niệm này, bất kể bạn có hay không, tóm lại mà nói một câu, bạn nghe quen tai lắm. Những nơi khác không nghe được đâu. Nơi này nghe quen tai lắm, nghe qua rất nhiều lần. Vấn đề hiện tại chính là thực hành thế nào? Biến những điều bạn đã nghe được thành cách nghĩ, cách nhìn của chính bạn, thì bạn được thọ dụng rồi, thì bạn biết hộ trì ra sao rồi. Hộ trì chánh pháp. Hồi trước Hàng quán trưởng là một tấm gương tố. Bà mặc dù có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm bà ít, ưu điểm nhiều. Khuyết điểm của bà không phải là quan trọng, ưu điểm của bà là hết sức quan trọng. Chúng tôi sống chung với bà 30 năm. Nói thực tại là sau khi bà ra đi, có thể lại tìm được một người giống như bà sao? Bà minh bạch một chút đạo lý là 20 năm nghe kinh trước kia, bà mới học là nghe thật. Nghe rồi có nghi vấn, có điều không minh bạch, thường hay đến hỏi. Tự mình viết bút ký, bà viết rất nhanh nhạy, cái gốc rất sâu. Sau khi đồ thư quán xây dựng thành công, bà đảm nhiệm làm quán trưởng. Chuyện về mặt sự vụ nhiều lắm, một mình gánh giá. Bà vẫn là nghe kinh, nhưng không giống như dụng công trước đây. Đó là gì? Việc sự vụ quá nhiều. Người hoằng pháp chúng tôi bớt lo rồi. Có bà lo toan thay chúng tôi. Những điều bà nghĩ rất chu đáo, rất viên mãn. Trước khi bà sanh bệnh, đã bàn bạc với tôi nhiều lần. Vì soạn quyền của đồ thư quán là đăng ký dưới tên của bà. Bà muốn chuyển cho tôi, không những phải chuyển dời toàn bộ, mà ngay cả căn nhà ở ngõ con kênh chính bà đang ở cũng muốn tặng cho tôi. Tôi nói với bà, tôi không cần nhà,
căn nhà ấy vẫn là tặng cho Đồ Thư Quán, làm nơi chiêu đãi của Đồ Thư Quán. Bà đồng ý rồi. Tôi nói bà không cần gấp gáp như thế, đợi sau khi bà khỏi bệnh rồi chúng ta lại đi làm tiếp công việc chuyển dời. Ai cũng không ngờ rằng bà bệnh luôn không khỏi. Tôi thì nghĩ tồn tâm của bà, tâm của bà thiện lương. Không ngờ lần mắc bệnh đó bà không qua khỏi. Bà thường hay sanh bệnh, cũng sống ở bệnh viện rất nhiều lần. Cho nên chuyện này đối với chúng tôi không phải quá gấp gáp. Sau khi ra đi rồi còn dặn dò con cái của bà thêm nữa, phải tiếp tục hộ trì Phật Pháp. 12 điều nguyện vọng của bà mọi người quý vị đều nhìn thấy. Cho nên công đức của bà là viên mãn. Sau khi bà ra đi được một năm, con cái bà thu hồi lại Đồ Thư Quán, họ là người kế thừa. Đó là có nhân duyên khác. Quán trưởng không có lỗi. Quán trưởng là thần thủ hộ đạo tràng này. Người bình thường nhìn không ra. Người có trí tuệ, người minh bạch, rõ ràng, sáng suốt. Hộ pháp như vậy, trong một thế kỷ khó xuất hiện được một người. Con cái bà đem thu hồi lại Đồ Thư Quán, điều đó không đáng nói gì. Điều cả đời chúng tôi muốn thành tựu là đạo nghiệp. Chúng tôi không cần sự nghiệp. Trước đây tôi đi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư thường hay nói với tôi, không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Thầy giảng rất nhiều lần, ấn tượng của chúng tôi rất sâu sắc. Cho nên chúng tôi không xem trọng đối với miếu đạo tràng. Chúng tôi xem trọng đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Đối với kinh giáo của Như Lai, chúng tôi năng tính, năng giải, năng hành, năng chứng, đó là đạo nghiệp. Chúng tôi rời khỏi Hoa Tạng Đồ Thư Quán là Phật Bồ Tát an bài. Các vị suy nghĩ xem, nếu không rời khỏi Hoa Tạng Đồ Thư Quán thì đâu có đạo tràng như ngày nay. Đâu có sự thù thắng như thế này. Đâu có đạo tràng ở Hồng Kông chứ. Hiện tại chúng tôi ở Singapore, mặc dù không có đạo tràng nhưng chúng tôi đã xây dựng một đạo tràng ở Kuching. Bạn nhìn xem, rời khỏi một nơi chúng tôi có được ba nơi. Hơn nữa ba nơi đều thù thắng hơn Hoa Tạng Đồ Thư Quán gấp nhiều lần. Sự an bài của Phật Bồ Tát đấy.
Cho nên tôi đối với cao quý dân, việc làm của cậu tôi cảm ơn đội đức lắm. Nếu cậu không thu hồi lại thì rất nhiều đồng tu, các vị biết cá tính của tôi, tôi hết sức trọng nghĩa khí. Tôi vô cùng hoài niệm. Tôi làm sao có thể rời khỏi Đài Bắc? Đó là một sự nghiệp nhỏ mà tôi với quán trưởng đã gian khổ 30 năm gầy dựng. Không thể nói bà ra đi rồi thì chúng tôi không cần. Tôi cần phải gánh vác lấy trách nhiệm này. Còn cái bà tiếp thu, tôi được đại tự tại rồi. Nguyện cả đời tôi đã phát là không quản người, không quản gì, không quản tiền. Sau khi quán trưởng ra đi rồi, nguyện của tôi sợ rằng không thể viên mãn. Tôi buộc phải quản. Sau khi con cái bà đến nhận lấy, tôi vẫn là không cần quản nữa. Chương gia đại sư trước kia nói với tôi, cả cuộc đời anh đều là do Phật Bồ Tát an bài thay anh rồi. Bản thân anh không cần lo lắng một chút nào cả đâu. Tôi tin tưởng lão sư của tôi. Lão sư chỉ dạy tôi, cả đời tôi tin nhận. Tôi mới có thể có một chút thành tựu như thế. Nếu lời lão sư dạy, ngoài thì dân, trong thì trái, bạn làm sao có thể có thành tựu? Chúng tôi sống ở nơi này cũng là Phật Bồ Tát an bài, được các nghị viên của chính phủ châu liên bang quốc gia này, chính phủ phương Bắc đều hoan hỷ chiếu cố. Chúng tôi quá khứ không có qua lại với họ, hệ tiếp xúc là có pháp duyên. Hay như vậy, đó là do oai thần tam bảo gia trì, không phải chính mình có đức hạnh gì đâu. Chúng tôi cảm ơn oai thần tam bảo gia trì, nhưng chúng tôi báo đáp tam bảo thế nào? Báo đáp nơi này thế nào? Chăm chỉ nỗ lực tu hành, chứng quả ở nơi này rồi thì người địa phương này đích thực là có phước. Chúng tôi quan tâm hết thảy mọi người dân ở quốc gia này, khu vực này. Chúng tôi toàn tâm toàn lực vì họ phục vụ. Đó là cảm ơn. Báo ơn về hình thức, về thực chất là chúng tôi tu học có thành tựu cụ thể. Nếu không đem thành tựu tu hành ra thì chúng tôi có lỗi với tam bảo, chúng tôi có lỗi với hết thảy mọi chúng sanh trong quốc gia khu vực này. Các vị sống ở nơi này, nếu thật sự lý giải, thật sự sáng suốt, tôi sẽ toàn tâm toàn lực chiếu cố mọi người.
Nếu các vị bên ngoài thì dân, bên trong thì trái. Không thể nào tùy thuận lời Đức Phật dạy, y giáo phụng hành. Tôi trú ở nơi này mấy ngày là ra đi. Tôi đi đến nơi nào, mong muốn một đạo tràng, đích thực là tâm tưởng sự thành. Tôi tin rằng các vị có thể tin được lời tôi nói. Người tính nguyện giải hạnh nhất định sẽ như pháp. Không cần phải hưởng phước, nhưng phải tu phước, phải tích tập phước đức, học tập theo Phật Bồ Tát, phải cầu trí tuệ. Quá khứ giảng đường nhỏ của Pháp Sư Viên Anh, tôi có đi tham quan. Tấm biển ngài đề là Tam Cầu Đường. Lão nhân gia ngài tự tay viết một bức đối liền: cầu phước, cầu tuệ, cầu sanh tịnh độ. Tam cầu. Vậy chúng ta bây giờ phải phản tỉnh đi. Chúng ta cầu gì? Chỉ ít lão Pháp Sư Viên Anh là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải cầu phước, cầu tuệ, cầu sanh tịnh độ. Bạn muốn viên mãn nguyện vọng của chính mình, nhất định phải y giáo phụng hành. Phật thường hay giảng rằng thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Phổ Tạng Đẳng Môn, bốn chữ này hàm ý nghĩa rất sâu, rất sâu, bao quát hết luôn pháp môn đã được Bồ Tát tu học. Đẳng môn chính là 10 loại tâm bình đẳng đã nói. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải dẫn ra cho chúng ta Tam Thập Lục Kinh. Tức là Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 36. Đoạn kinh của quyển 36 này giảng gì? Giảng ngũ địa. Chỗ này là tán tụng. Thật sự phải học đến ngũ địa là ở quyển thứ 36. Sách của chúng tôi hiện tại đây là quyển thứ 5. Đến khi chúng ta cần đi nghiên thảo, học tập cho kỹ lưỡng, thì ở đây sẽ thuận tiện nói danh xưng của nó một phen. Thứ nhất là ư quá khứ Phật Pháp bình đẳng thanh tịnh tâm. Chính là chúng ta xem qua Phật Pháp quá khứ, tất cả Pháp mà chư Phật đã nói.
không hề khác với những điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng. Thứ hai là pháp mà tất cả chư Phật vị lai đã nói, không hề khác với pháp mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng. Thứ ba là nói chư Phật hiện tại, pháp mà tất cả chư Phật mười phương hiện tại đã nói, cũng không khác gì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao? Phật Phật đạo đồng. Đến quả vị Phật, những điều Ngài đã chứng đắc là cứu cánh viên mãn. Điều đã nói có lẽ nào khác nhau? Các vị phải biết, sự khác nhau kia chỉ là ngôn từ khác nhau. Cạn sâu khác nhau, rộng lược khác nhau. Rộng là nói nhiều, lược là nói ít. Điều ấy khác nhau, chứ nghĩa lý hoàn toàn giống nhau. Ngũ Địa Bồ Tát khẳng định rồi, Ngài không có nghi hoặc. Ngài thật sự tôn trọng đối với Đức Bổn Sư. Thế là thầy trò đạo hợp. Lời tục thông thường chúng ta hay nói, lão sư như một lão sư, học sinh giống một học sinh. Học sinh đối với lão sư chắc chắn không có hoài nghi. Lão sư đối với học sinh nhất định là dạy dỗ theo tư chất. Trong Phật Pháp là quán cư thi giáo. Thứ tư là nói giới. Cũng chính là nói những phương pháp quy củ mà tất cả chư Phật mười phương ba đời chỉ dạy học sinh là bình đẳng. Bạn sẽ nói tại sao những phương pháp quy củ kia là tánh đức? Tất cả chúng sanh trong tự tánh vốn dĩ có đủ, chứ không phải do Phật chế định, không phải do Phật phát minh, không phải do Phật sáng tạo. Nếu Ngài có phát minh, Ngài có sáng tạo, Ngài có chế tác, nói cho các vị Ngài là phàm phu. Tại sao? Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mới có những thứ này. Nếu tùy thuận pháp tánh thì không có. Pháp tánh tất cả hiện thành. Có sáng tác chỗ nào? Tánh đức mà chư Phật Như Lai viên chứng rốt ráo. Cho nên những gì Ngài đã biểu hiện, Ngài đã nói là sự lưu lộ tự nhiên của tánh đức, thì làm sao khác nhau? Thanh Lương Đại Sư ở trong đề Kinh Hoa Nghiêm có một câu nói hết sức hay. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Đại Thừa thường nói, Như Lai vô hữu pháp khả thuyết.
Cho nên Ngài nói cả đời Ngài suốt 49 năm không nói qua một câu Phật Pháp nào. Nếu ai nói Ngài thuyết Pháp, Phật nói ấy là hủy bán đối với Ngài. Xác thực không bao giờ thuyết Pháp. Không thuyết Pháp mà thuyết 49 năm, ấy là thuyết gì? Thanh Lương Đại Sư chú giải nói hay lắm. Ngài nói những gì Đức Thích Ca đã thuyết, tất cả Pháp mà Ngài đã thuyết suốt 49 năm là điều cổ Phật đã thuyết. Ý nghĩa này giống hệt như học thuyết tự mình tự thuật mình của Khổng Lão Phu Tử. Phu Tử dạy học, những điều Ngài đã dạy là thành pháp của cổ thánh tiên hiền. Lão nhân gia Ngài cả đời thuật nhi bất tác, không có sáng tác. Những điều đã giảng đều là của tiền nhân. Ý nghĩa này Thanh Lương Đại Sư cũng là như thế. Những điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng đều là cổ Phật quá khứ đã nói. Không có một chữ, một câu nào là ý của Ngài. Chúng ta ngày nay học tập Đại Pháp của Thánh Hiền, mình có ý kiến ở bên trong là sai. Mình không có mảy may ý kiến nào bên trong, vậy mới là đúng. Không có mảy may ý kiến, bạn làm sao có thể hiểu? Trí tuệ trong tự tánh của bạn thấu ra. Bạn thấu một phần thì bạn hiểu một phần. Bạn thấu hai phần, tự nhiên bạn sẽ hiểu hai phần. Cần nghiên cứu chỗ nào chứ? Hễ nghiên cứu thì rắc rối đến. Nghiên cứu là gì? Nghiên cứu là tâm ý thức. Tâm ý thức là chướng ngại của tánh đức. Tánh đức làm sao có thể hiện tiền? Cho nên Phật Pháp không nói nghiên cứu mà nói tham cứu. Không nói nghiên học mà nói tham học. Tham với nghiên khác biệt ở chỗ nào? Trong nghiên có tâm ý thức, trong tham không có tâm ý thức. Thế nào gọi là tâm ý thức? Thức là phân biệt, ý là chấp trước, tâm là xa ấn tượng. Quý vị xem, họ không có phân biệt, không có chấp trước, chẳng xa ấn tượng. Học tập như thế gọi là tham học. Phương pháp này có thể sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Do vậy, tôi dạy các đồng học, trong giai đoạn sơ học, chúng ta nhất định phải khẳng định chúng ta là sơ học. Kinh điển dạy bạn đi đọc kinh rất khó. Tại sao? Đích thực không hiểu. Xem chú giải cũng không hiểu. Cho nên tôi để mọi người nghe tôi giảng. Hơn một nửa phải lặp đi lặp lại. Tôi giảng kinh một buổi này một tiếng, bạn bật đi bật lại nghe 8 lần. Một ngày 8 tiếng, bạn nghe một cái đĩa này 8 lần. Mỗi một lần đều phải hết sức nghiêm chỉnh. Không thể nói tôi đã nghe thứ này 1-2 lần rồi, không có ý nghĩa gì. Thế là bạn sai rồi. Phiền não vọng tưởng của bạn khởi lên. Nghe rất chăm chỉ,
nghe 8 lần, như vậy có thể nhiếp tâm. Tam học giới định tuệ một lần hoàn thành, thành tựu căn bản trí của bạn, đạt nền tảng tu học đại thừa của bạn. Mục đích là nằm ở đây. Dương lão sư nói với tôi, ông đang thực hành chân chánh ở đây. Sau khi làm mấy ngày rồi, ông nói với tôi, ông nói 8 lần không đủ, bàn bạc với tôi có thể 2 ngày 16 tiếng không. Chúng tôi nghe một đĩa này. Tôi nói được. Lời bạn nói đúng lắm. 8 lần là bất đắc dĩ. Căn tánh của người thời nay, họ có thể nghe 8 lần là xuất sắc rồi. Biết bao nhiêu người trẻ tuổi nghe 1 lần không muốn nghe lần thứ 2 nữa. Có thành tựu chỗ nào? Tôi nghe được lời ông nói, bạn nghe 8 lần vẫn không đủ, vẫn hy vọng nghe 8 lần nữa. Khó được. Đó thật sự là nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Cho nên không kêu bạn nghiên cứu thảo luận. Lời tôi nói rất rõ. Vì sao? Vì hiện tại quý vị chưa khai ngộ. Quý vị bây giờ đang đều là dùng tâm ý thức. Bởi vậy ở trong giai đoạn này, không cần thiết đi thảo luận, không cần thiết đi nghiên cứu. Nghiên cứu nói lão thật là suy nghĩ lung tung, thảo luận là nói nhăn nói cuội. Tôi dùng phương pháp này là trong kinh giảng tích tập phước đức. Cậu căn bản trí, phương pháp này người xưa dùng, dùng suốt mấy ngàn năm. Người thời nay quên mất rồi. Tuổi tấp xỉ một con giáp, không đề xướng, không có người dùng. Người thời nay quên sạch hết rồi. Điều lợi bên trong đó hoàn toàn không biết. Chúng ta phải nghĩ được lợi ích chân thật, sống cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc chân chánh, có thể được giải thoát đạo, vẫn phải cần biện pháp của người xưa. Các phương pháp khoa học của người thời nay không có tác dụng. Đó là giới, giới bình đẳng. Chúng ta minh bạch ý nghĩa này, chúng ta đối với những phương pháp quy củ mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chế định, chúng ta sẽ tiếp thu rất hoan hỷ, chăm chỉ đi thọ trì. Chúng ta nói tiếp về 10 loại tâm bình đẳng của ngũ địa Bồ Tát. Ở tiết trên chúng tôi giảng đến giới bình đẳng thứ tư. Thứ năm là tâm bình đẳng. Tâm của Bồ Tát bình đẳng với tâm của tất cả chư Phật Như Lai. Tâm của Phật với Phật là bình đẳng. Tâm của ngũ địa Bồ Tát cũng bình đẳng với tâm Phật. Dùng chân tâm, không phải dùng vọng tâm. Chân tâm là một, vọng tâm là hai. Vọng tâm không bình đẳng. Chúng ta
đầu thai đến thế gian này. Người xưa có một câu nói rất hay: nhân tâm bất động, các như kỳ diện. Câu nói này rất có đạo lý, không phải người bình thường có thể nói ra được. Nhân tâm bất động, các như kỳ diện. Người thế gian này biết bao nhiêu, tìm không ra người tướng mạo hoàn toàn giống nhau. Anh em sinh đôi đi nữa, bạn quan sát kỹ lưỡng vẫn có khác nhau. Nguyên nhân gì? Tâm khác nhau. Họ dùng là vọng tâm. Trong vọng tâm chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà chúng ta thường nói. Mỗi người vọng tưởng, phân biệt, chấp trước khác nhau. Cho nên nói tướng tùy tâm chuyển. Tướng là đến từ đâu? Do tâm biến hiện ra. Tướng là tướng phận của tâm tánh. Đến ngũ địa Bồ Tát trở lên thì tướng mạo của Ngài giống với Phật, vì tâm giống nhau. Cho nên trong Phật môn dùng nghệ thuật để biểu pháp. Tướng của Bồ Tát với tướng của Phật hết sức gần gũi. Thanh văn duyên giá thì có khác biệt rất lớn, cũng là mỗi vị khác nhau. Nhưng bạn quan sát kỹ lưỡng, họ đều là tướng thiện lương, không có tướng hung ác. Tâm của Phật là tâm gì? Bồ đề tâm là Phật tâm. Chân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánh giác tâm, từ bi tâm, đó là Phật tâm. Ngũ địa Bồ Tát hoàn toàn dùng tâm này, không xen lẫn mấy phần bất thiện. Bất thiện chúng ta là tổng thuyết. Tâm chân thành tuyệt không xen lẫn mấy phần giả dối. Tâm thanh tịnh tuyệt không xen lẫn mấy phần bất tịnh. Cho nên tâm bình đẳng, hay nói cách khác, Bồ Tát tứ địa trở xuống không có 10 loại bình đẳng này. Cũng chính là nói tâm của họ còn xen lẫn mấy phần bất thiện. Chưa chứng đắc cảnh giới bình đẳng. Thứ sáu là trừ kiến nghi hội bình đẳng. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, đối với giáo pháp của chư Phật Như Lai, không có nghi hoặc, cũng sẽ không có hối hận. Chắc chắn không có kiến giải sai lầm. Chúng ta thường nói là chánh tri chánh kiến. Loại thứ bảy, đạo phi đạo trí, bình đẳng.
họ có trí tuệ này là chánh trí tuệ, biết đâu là đạo, đâu là phi đạo. Hay nói cách khác, họ biết đường trên nẻo Bồ Đề, họ sẽ không lạc mất đường lối, sẽ không mê mất phương hướng. Nẻo nào là con đường thành Phật? Nẻo nào là con đường của Bồ Tát? Thật ra những điều này Phật ở trong kinh luận vì chúng ta giảng rất nhiều, mà bởi bản thân chúng ta ngây đơ cứng người, chúng ta đem những lời dạy quan trọng của Phật ở trong đời sống hàng ngày quên mất sạch đi. Bồ đề tâm đó là chánh nhân tu học chứng quả. Đồng học học Phật, có người nào không biết? Tại gia hay xuất gia, bạn đều có thể nhớ được, bạn cũng có thể nói, nhưng bạn không làm được. Khởi tâm động niệm đãi người tiếp vật vẫn là dùng giả dối. Ở trong đời sống hàng ngày vẫn là không bỏ tham sân si mạn. Hảo thiện hảo đức thì biết, nói năng mà thôi. Đại từ đại bi, hồi hướng phát nguyện cũng chỉ là hình thức mà thôi, không đi làm. Cho dù đi làm nhưng làm rất ít. Những gì bạn làm so với Phật Bồ Tát là một phần ngàn, một phần vạn cũng không được, thì lại có tác dụng gì chứ? Cho nên chúng ta nhìn thấy phương pháp dạy học của Phật Bồ Tát khác với cổ đại đức Trung Hoa, hiển thị ra sự từ bi vô tận của chư Phật. Ngài có lòng nhẫn nại. Cổ đại đức Trung Hoa dạy học, nếu bạn mà không thể chấp nhận, người ta không dạy bạn. Ngay cả Khổng Lão Phu Tử cũng nói: cử nhất ngung, bất dĩ tam ngung phản giả. Khổng Lão Phu Tử đều không muốn dạy bạn. Bạn phản ứng quá chậm chạp. Hoan hỷ dạy người thông minh, những người học trò văn nhất tri nhập, nhất văn thiên ngộ này, cổ đại đức Trung Hoa vô cùng hoan nghênh. Có học trò tánh ngộ cao độ. Bạn nhìn Phật xem, Phật đối với những học trò ngu xuẩn nhất một chút tánh ngộ cũng không có, Ngài có thể không ngại nhọc phiền, ngày ngày chỉ dạy họ lặp đi lặp lại. Còn nhiều hơn mẹ hiền. Yêu con cái của bà nữa. Đó là đại ân đại đức của Phật đối với chúng sanh.
Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy Thập Ba La Mật ở trong Kinh Hoa Nghiêm lặp đi lặp lại mấy chục lần. Điều này cổ nhân Trung Hoa họ sẽ không làm chuyện này đâu. Họ nói một lần rồi tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai. Lặp lại lần thứ hai đều có thể bị cắt bỏ. Phật không như vậy. Đặt 10 con đường ở phía trước chúng ta, 10 pháp giới. Thế nào gọi là thị đạo? Tâm hành của bạn tương ứng với nẻo này là thị đạo, không tương ứng với nẻo này là phi đạo. Chúng ta ngày nay có thể thọ trì tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập đại nguyện dương, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là Phật đạo. Đó là vô thượng đạo thành Phật. Bạn có thể học như vậy là thị đạo. Nếu bạn nói tôi chỉ niệm một câu A-di-đà Phật này, những điều kia tôi đều không cần, tôi đều không học, là phi đạo. Bạn không phải là học Phật đạo. Bạn tạo tham sân si. Nơi bạn đi là ba đường ác. Tham sân si tương ứng với ba đường ác, thị đạo. Nếu bạn tu giới định tuệ mà đọa tham sân si là phi đạo, không tương ứng. Nếu ví dụ này mọi người dễ hiểu hơn. Một đời này chúng ta rơi vào trong nẻo người, làm sao đến được nẻo này? Phật ở trong kinh nói với chúng ta rất minh bạch. Trong đời quá khứ tu hành ngũ giới thập thiện, nhân này thành thục rồi, nghiệp lực của ngũ giới thập thiện dẫn dắt chúng ta đi đến nẻo này để thọ sanh, thị đạo. Một đời này được thân người rồi, có thể tiếp tục tu ngũ giới thập thiện không? Nếu tiếp tục tu niệm đó tại đó, trong niệm niệm không làm mất ngũ giới thập thiện, đời sau nẻo người chắc chắn sẽ không mất đi, đời sau vẫn được thân người. Nếu tu được tốt, tích tập phước đức lớn, thì họ sanh nẻo trời. Bản thân chúng ta suy nghĩ, chúng ta ở trong một đời này có thọ trì ngũ giới thập thiện cho chăm chỉ không? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác có tương ứng với ngũ giới thập thiện không? Nếu không tương ứng mà bạn muốn đời sau được nẻo người trời là phi đạo. Phật biết rõ, ngũ địa Bồ Tát trở lên đều biết rõ.
Điều thứ tám, tu hành trí kiến bình đẳng. Tu hành cần trí tuệ, phải có chánh tri chánh kiến. Chánh kiến trong Bát Chánh Đạo nói, vì tu hành trí tuệ kiến giải cũng bình đẳng với Phật. Điều này không dễ dàng. Địa vị ngũ địa xác thực tương đối cao. Ở trong viên giáo 41 phẩm vô minh đã phá 35 phẩm rồi. Cho nên trí tuệ kiến giải sắp xỉ gần bằng Phật. Thứ chín, ư nhất thiết bồ đề phần pháp thượng thượng quán sát bình đẳng. Nhất thiết bồ đề phần, bồ đề là giác ngộ, hay nói cách khác, đối với tất cả pháp thế suốt thế gian, quán sát của họ bình đẳng với Phật. Người thế gian chúng ta thường nói quán sát đi vào cặn kẽ, pháp cực kỳ cặn kẽ kín đáo, Ngài đều có thể nhìn được rõ ràng, nhìn được sáng tỏ. Như Di Trần trong kinh Phật giảng, sắc tụ cực di, cực di chi di, đều không phải mắt thịt phàm phu thiên nhãn mới có thể quán sát được. Ngài có năng lực quán sát được. Đó là nói về sự tướng, nghĩa lý thậm thâm, Ngài cũng có thể quán sát được. Thứ mười, giáo hóa nhất thiết chúng sanh, giai hữu bình đẳng thanh tịnh tâm. Tâm bình đẳng thanh tịnh giống với Phật. Chúng ta ở trong kinh đề Kinh Vô Lượng Thọ niệm thanh tịnh bình đẳng giác, mười loại tâm bình đẳng hiển tiện. Đương nhiên với quả địa Như Lai mà nói là bình đẳng không sai biệt, trên thực tế vẫn là có sai biệt. Đến quả địa Như Lai mới là viên mãn. Ngài hiện tại đạt được rồi, đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Sơ địa thì nhập cảnh giới Phật, hướng vị ngũ địa Bồ Tát. Đó là nói Phổ Tạng Đẳng Môn Nang Thắng Địa. Câu tiếp sau,
động tịch tương thuận vô di phản. Pháp thế gian của chúng ta không điều gì không phải là đối lập. Đối lập chính là nói hai cực đoan. Thanh Lương Đại Sư ở trong này nêu ví dụ chân tục là hai cực đoan. Ví dụ nêu trong Kinh văn nói thực tại rất dễ hiểu. Động tịch là hai cực đoan. Tịch tức là tỉnh. Động và tỉnh là hai cực đoan. Từ chỗ này thì chúng ta có thể thể hội được rằng thiện và ác là hai cực đoan. Lợi và hại là hai cực đoan. Tà và chánh là hai cực đoan. Hai cực đến ngũ địa Bồ Tát đều sang bằng hết. Vô di phản. Tướng của động, tướng của tịch đều có thể tùy thuận, không có di phản, một mực bình đẳng. Câu kinh văn này nói thực tại chính là lời mà Lục Tổ Huệ Năng trả lời Ấn Tông. Phật pháp thị bất nhị pháp, nhị tựu bất thị Phật pháp. Nếu nói theo câu nói trong bộ Lục Tổ Đàn Kinh này, động tịch thị nhị pháp, nhị pháp bất thị Phật pháp, Phật pháp thị bất nhị pháp. Làm sao hiển thị pháp bất nhị động tịch? Tiêu chí dùng trong Phật pháp người ngoại quốc gọi là mark, chúng ta dùng là pháp luân. Luân đại biểu pháp bất nhị. Quý vị xem, luân là duyên, duyên chu là động, duyên tâm là tỉnh. Động tỉnh chẳng hai. Bao giờ bạn biết về bất nhị, bạn mới giác ngộ thật sự. Động tỉnh chẳng hai. Bạn biết điều này chẳng hai. Phàm là đối lập đều là chẳng hai. Sanh tử niết bàn chẳng hai. Phiền não bồ đề chẳng hai. Nhập pháp môn bất nhị. Chúng ta ở trong đại kinh này liễu giải. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, bèn nhập pháp môn bất nhị. Các ngài mặc dù nhập pháp môn bất nhị, song nhập rất cạn. Tướng của pháp môn bất nhị không rõ ràng, cho nên là kín kẽ. Đến ngũ địa Bồ Tát thì rõ ràng vô cùng vô cùng. Trong Phật pháp thường hay nói vô công dụng đạo, chính là tự nhiên nhi nhiên.
lại đối lập cực đoan nữa. Ở trong lòng họ toàn là sự bình đẳng thôi. Bạn mới suy nghĩ tâm của họ tự tại biết bao. Phật pháp cảnh giới tất bình đẳng, như Phật sở tịnh giai năng thuyết. Để pháp tục cảnh dù bất đẳng quán, câu này chúng ta đổi câu khác mà nói, pháp thế gian với pháp xuất thế gian ở trong cõi lòng của Bồ Tát là hoàn toàn bình đẳng. Thật đấy, cổ đại đức có câu: viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Tất cả pháp thi xuất thế gian, có pháp nào không phải Phật pháp? Ý nghĩa này Ngũ Địa Bồ Tát hoàn toàn thông suốt thấy rõ. Ở trong tư tưởng quan niệm của phàm phu chúng ta, nói lão thật, pháp thì xuất thế gian, có pháp nào là Phật pháp? Tại sao người ta có thể nhìn thấy bình đẳng, chúng ta nhìn thấy là cực đoan chẳng bình đẳng? Họ là nhìn từ tánh. Tất cả chúng sanh hữu tình đều có Phật tánh, chúng sanh vô tình đều có pháp tánh. Phật tánh với pháp tánh là cùng một tánh, nó làm sao không bình đẳng? Tướng là tướng phần của tánh. Tướng phần thiên biến vạn hóa, không mất tánh thể, xác thực là bình đẳng. Phàm phu đắm tướng không kiến tánh, nên không có biện pháp thể hội được pháp pháp bình đẳng. Thế là ở trong nhất khởi pháp, tự nhiên là sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu thật sự liễu giải pháp pháp bình đẳng, các vị nghĩ xem, còn có gì phải phân biệt chấp trước đây? Không những phân biệt chấp trước bạn buông xuống hết thảy, mà vọng tưởng cũng buông xuống. Như Phật sở tịnh giai năng thuyết, đó là bình đẳng với Phật. Tâm Phật, tác dụng của Phật cũng bình đẳng. Điều Phật năng thuyết, Bồ Tát cũng năng thuyết. Cho nên giáo hóa chúng sanh bình đẳng. Chúng ta xem bài thứ 7: Quảng đại tu hành tuệ hải địa, nhất thiết pháp môn hàm biến liệu, phổ hiện quốc độ như hư không, thọ trung diễn xướng thử pháp âm. Đó là lục địa Bồ Tát.
Trong kệ tụng cũng đã nói bốn chuyện. Trước hết, quảng đại tu hành, đó là tán thán hành môn Bồ Tát. Không có pháp nào không tu. Lục địa Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật, ngũ địa tu thiền định, cho nên danh xưng của lục địa là Tuệ Hải Địa, trí tuệ như hải. Đó là do bởi tu hành trong vô lượng kiếp quá khứ thành tựu bậc quảng đại. Nhất thiết pháp môn hàm biến liễu, đó là hiển thị hình tượng tu hành của Bồ Tát. Nhất thiết pháp môn, trong Phật giáo thường nói tám vạn bốn ngàn pháp môn. Trong tứ hoàng thệ nguyện giảng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô lượng pháp môn. Vô lượng chính là nhất thiết mà ở đây nói. Biến là phổ biến, liễu là thấy rõ, hiển thị hết thảy đều thấy rõ phổ biến. Sự thấy rõ này chính là thăm dò đối với sự sống vũ trụ trong giới học thuật hiện đại của chúng ta. Vũ trụ đến thế nào? Hành tinh hình thành ra sao? Đạo lý gì nảy sinh những hiện tượng này? Nguyên nhân gì tạo nên những hiện tượng này? Còn có sự sống từ đâu đến? Trí tuệ từ đâu đến? Năng lực từ đâu đến? Một chồng lớn câu hỏi. Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật, không có giảng nào không thấy rõ. Câu thứ ba tiếp theo là nói công dụng của lục địa Bồ Tát. Ngài đã đắc là thập không tam muội. Đến tiếp theo, khi chúng ta nói đến kinh văn lục địa, sẽ nhìn thấy chi tiết. Chúng ta bèn nói theo ý nghĩa của kệ tụng: phổ hiện quốc độ. Quốc độ là nơi chốn mà tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh.
Trong kinh Phật thường nói là cõi đất chư Phật, Bồ Tát đều có thể hiện thân. Điều kiện của hiện thân chắc chắn là chúng sanh có cảm, thì Bồ Tát có ứng. Những vị Bồ Tát này ở trong lục tức của Thiên Thai Đại Sư đều xưng là phần chứng vị Phật. Họ là chân Phật, họ không phải là giả Phật, phần chứng vị Phật. Nhất là lục địa dần dần tiếp cận đại viên mãn rồi. Trên quả địa Như Lai là đại viên mãn, dần dần sát gần rồi. Tuy hiện thân giáo hóa chúng sanh giống như Phật, nhưng tâm địa Ngài thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần, như hư không. Hư không đều không có nhiễm ô. Đó là dùng điều này để hình dung Bồ Tát thành tựu không tuệ viên mãn. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, người Trung Hoa, đặc biệt là Thích Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, hai bộ kinh này dường như là các đồng học học Phật của Trung Hoa, là sách học mà bất luận tại gia hay xuất gia cần đọc. Bạn sẽ hỏi, lục địa Bồ Tát rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Hai bộ kinh này có thể làm đại biểu. Cũng chính là nói, Bồ Tát khế nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhất thiết pháp môn hàm biến liễu, chính là soi thấy năm uẩn đều rộng, soi thấy tất cả các pháp không thể nắm được, không sở hữu, không thể nắm được. Đó là chân tướng sự thật. Tất cả các pháp không sở hữu, không thể nắm được, nói cho các vị, chân tướng sự thật này ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta mê rồi. Cho nên trong kệ tụng đằng sau kinh Kim Cang Bát Nhã dùng tỷ dụ để nói cho chúng ta, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Mặc dù nói bốn tỷ dụ, nhưng ý nghĩa thật sự là chữ mộng đầu tiên. Chúng ta có thể thể hội được không? Cảnh giới trong mộng. Là có hay là không có sở hữu? Cảnh giới trong mộng
là được hay là không thể nắm được. Cảnh giới trước mắt chúng ta với cảnh giới trong mộng thật ra là cùng một chuyện, chứ không phải hai chuyện đâu. Ngàn vạn đừng làm sai. Điều thật sự có thể đạt được là gì? Giác ngộ, liễu giải tất cả chân tướng sự thật. Ấy là điều bạn thật sự có thể đạt được. Cũng chính là nói cổ đại đức thường hay giảng, người thông minh ở một đời này, mọi điều tạo tác của bạn phải tạo tác những gì có thể đem đi được. Không đem đi được thì không làm. Thân không đem đi được, thân cũng không đem đi được, thì những thứ phụ thuộc vào thân, đó gọi là sở hữu, bạn có thể đem đi được sao? Người xuất gia chúng ta hiện tại ở đây xây đạo tràng, đạo tràng này có thể đem đi được sao? Không đem đi được. Đạo tràng nhìn danh xét nghĩa là tràng sở tu hành dưỡng đạo. Có cần thiết xây dựng hào hoa tráng lệ thế không? Không cần thiết. Cổ đại đức xây đạo tràng dựng am tranh ở trên núi, chùa chiền đẹp đẽ đường hoàng, không phải do người xuất gia xây. Thế là ai xây? Hồi trước đây là đế vương đại thần hộ pháp cúng dường, họ kiến thiết đẹp đẽ đường hoàng là biểu đạt kính ý của chính họ, là ý nghĩa này. Người xuất gia không dụng công phu ở trong đạo nghiệp, đem thời gian đi làm điều đó, sai rồi. Hơn nữa đạo tràng càng lớn, kiến thiết càng tráng lệ, bạn phải mất bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu thời gian để bảo vệ, để chăm lo. Bạn bị phân tâm rồi, bạn còn làm đạo gì nữa? Người tu đạo chân chánh ở trong am tranh, chỗ chúng ta hiện tại là giáo đường cũ của Thiên Chúa giáo. Hôm nay chúng ta trú ở nơi này có nghĩa vụ chỉnh tu nó một chút. Vì sao? Niên hạn sử dụng có thể kéo dài, chúng ta ở đây có thể an tâm lo đạo. Không phải làm cho náo nhiệt. Là phải thông suốt đường lối ở đây. Chúng ta phải đem lời dạy trong kinh điển làm được ở chỗ này.
từng tí đều phải làm tròn. Chúng ta phải có không tuệ của Bồ Tát, phải sáng tỏ tất cả các pháp thế xuất thế gian, chư pháp thật tướng. Nói theo lời hiện nay, chân tướng của mọi pháp thế xuất thế gian, chúng ta không thể nào thấu triệt liễu giải hoàn toàn, nhưng cũng phải liễu giải vài phần. Vì sao? Vì bạn mới có thể buông xuống. Bạn mới biết chúng ta ở trong một đời này điều gì là nên làm, còn điều gì có thể sơ sơ một chút. Điều quan trọng nhất trong đạo tràng là lục hòa kính. Cổ nhân Trung Hoa cũng hết sức xem trọng điểm này, thường ngôn thuyết hay lắm: gia hòa vạn sự hưng. Cho nên tu đạo xem bạn có công phu hay không, có một chút thành tựu hay không, không cần xem gì khác, trước hết xem bạn có thể chung sống hòa một với đại chúng không. Vì sao? Chung sống với đại chúng có thể thấy được công phu lục ba la mật của bạn. Thứ nhất, bạn có thể buông xuống không? Buông thành kiến của bạn xuống, buông tập khí của bạn xuống, mới có thể chung sống với mọi người. Nếu tập khí của chính chúng ta không thể buông xuống, nhất định nảy sinh xung đột với người khác. Thành kiến ý kiến của chúng ta không chịu buông xuống, người khác họ có ý kiến của họ, ta có ý kiến của ta, làm sao có thể chung sống? Buông xuống thì có thể chung sống, thì không có việc gì. Có thể giữ quy củ không? Nếu không giữ quy củ thì đoàn thể này rối rắm lên. Trì giới là giữ quy củ thủ pháp. Bạn có lòng nhẫn nại không? Bạn có phải là ngày ngày đang dụng công tinh tấn không? Bạn nhìn xem, trong lục hòa kính đều hiển thị ra hết cả. Bất hòa với người không thể chung sống, công phu gì bạn cũng đều không có. Hoàn toàn là phàm phu. Tất cả vẫn là tùy thuận tập khí phiền não của mình. Không cần nói gì nữa hết. Kinh niệm uổng rồi. Ngày ngày đi nghe là nghe suông. Niệm Phật đường niệm uổng rồi. Bạn phải hiểu được người trong thế giới Tây Phương Cực Lạc đông. Chúng ta mấy người trong đạo tràng nhỏ này bất hòa, ngày ngày cãi cọ ý kiến với nhau, sang thế giới Tây Phương Cực Lạc không cãi long trời sao? Đâu có lẽ này chứ. Cho nên không thể chung sống với người thì bạn phải ghi nhớ, bạn chắc chắn không thể giảng sanh. Vì sao? Vì bạn sang đến thế giới Cực Lạc, bạn sẽ ngày ngày cãi cọ với người, ngày ngày dành ý kiến với người, biến thế giới thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà thành ngũ trược ác thị. Người ta không hoan nghênh bạn đi, người ta sẽ không tiếp dẫn bạn đi. A Di Đà Phật tiếp dẫn người nào? Người có thể đều chung sống hòa một, đối đãi bình đẳng với bất kỳ hết thảy chúng sanh nào. Đó là người mà Ngài hoan nghênh.
Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Ta niệm Phật cầu giảng sanh, hoàng gia đối đầu của ta họ cũng niệm Phật cũng cầu giảng sanh. Nếu hai người chúng ta quả nhiên giảng sanh đến thế giới cực lạc, lúc gặp mặt nhau rồi phải làm sao? Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý, không thể không biết. Cho nên chúng ta bèn minh bạch rồi, thật sự muốn ở trong một đời này cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, đầu tiên phải đối xử tốt với oan gia đối đầu của chúng ta. Tôi thường hay dạy một số đồng học: các vị có phải là muốn giảng sanh thật không? Muốn giảng sanh thật thì oán thân bình đẳng, bạn phải hạ công phu ở trong đó. Cách làm thế nào? Bởi vậy nên tôi dạy họ: bạn đem những người oan gia đối đầu với bạn, bạn ở trong Phật đường của chính bạn cúng lộc vị trường sinh của họ. Mỗi ngày bạn lạy Phật, niệm kinh, hồi hướng cho họ. Có một số đồng tu làm thật, đã làm 2-3 năm, nói với tôi: thưa Pháp Sư, con đã làm theo lời Ngài. Nhưng nhìn thấy họ, lòng vẫn còn bất bình, cơn bực vẫn khôn nguôi. Hỏi tôi phải làm sao? Tiếp tục làm nữa. Vì sao công phu của bạn không đắc lực? Công phu đắc lực, ý khí bình hòa. Dịp mừng lễ Tết, họ không đến hỏi han ta, ta phải hỏi han họ. Năm mới, gửi quà mừng năm mới cho họ. Hoặc giả bạn biết ngày sinh của họ, gửi một món quà sinh nhật cho họ. Đừng đi so đo. Nếu biết họ có khó khăn, chúng ta toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ. Phật ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác chỉ dạy chúng ta: bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Hai câu này chúng ta thật sự làm được thì giảng sanh thế giới cực lạc có hy vọng. Nếu đối với quá khứ có lễ Tết, những chuyện không vui thích thường hay nghĩ ở trong lòng, nhìn thấy người tạo tác ác nghiệp, bạn không thích họ, bạn căm ghét họ, đều là chướng ngại cho giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Xã hội trong thế giới Tây Phương cực lạc rộng lớn, người người đều là thanh tịnh tâm, người người đều là bình đẳng tâm, người người đều là từ bi tâm, không có một người nào có ác niệm, đương nhiên càng không có khả năng có ác hạnh. Chúng ta phải ghi nhớ đây là chân tướng sự thật. Thọ trung diễn sướng thử pháp âm. Thọ là ý nghĩa biểu pháp. Thọ là hết thảy mọi sự kiến thọ. Nói theo lời hiện nay của chúng ta, hết thảy mọi sự thi thiết,
hết thảy mọi hành vi sướng diễn pháp âm của Tuệ Hải là âm Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là lý. Nhất thiết thọ thì chúng ta dễ hiểu. Thọ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong đó hết thảy đều đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.